Chào các bạn, trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng học về bài cuối cùng trong 4 video hướng dẫn về VueRank. Đó là phần thiết lập về top. Nội dung bài học sẽ xoay quanh việc hướng dẫn các bạn về hiểu hơn về cái thiết lập top trong cái mặt bằng là như thế nào với công cụ VueRank. Các bạn thấy này, đôi khi chúng ta triển khai các bạn về kỹ thuật đấy, đúng không ạ? Giả sử như cái mặt phẳng cắt của các bạn cắt qua cái cao độ 1m2. Nhưng giả sử các bạn có một cái tủ tường ấy chẳng hạn, nó nằm ở trên cái mặt phẳng cắt đấy, nó nằm chơi vơi tường cách cái mặt phẳng cắt khoảng tầm 500 đi, thì các bạn muốn thể hiện nó trên mặt bằng để người ta, một người xem bản vẽ họ thể hiểu được à, cái vị trí đấy mặc dù nó không cắt qua nhưng mà nó vẫn có một cái tủ đặt ở cái tường đấy, như là trên cao một chút. Thế để làm sao mà chúng ta có thể thiết lập cái đấy, thì đấy chính là công dụng của cái top, được chưa? Bạn thấy nhá, đây mình sẽ giải thích rõ hơn này. Mình sẽ vào cho bạn một cái view mặt cắt mà mình đã cắt qua công trình này. Đây, mình cắt qua view đây. Đấy, các bạn thấy đây, trên mặt bằng không có gì đây cả. Nhưng thực ra trên mặt đực mặt cắt bạn thấy mình đã bố trí đây một vài cái đồ đạc ở đây. Đấy, ở đây là một cái casework, một cái tủ tường chẳng hạn. Đây là một đối tượng là furniture, là một cái đồ nội thất. Và đây là một cái đối tượng là generic model, được chưa ạ? Các bạn thấy là chúng ta trên cái mặt bằng này chúng ta không thấy gì hết, không thấy nó đâu, nó đáng lẽ nó nằm đây này mà không thấy đâu cả. Và để làm sao mình thiết lập cái đấy thì chúng ta sẽ vào mặt bằng và các bạn vào cho mình cái view range. Đấy, thì các bạn thấy này, nãy chúng ta học về cut plane rồi đúng không, chúng ta học về bottom, chúng ta học về level view deep rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta đến top. Các bạn thấy nhá, giả sử cái đồ của mình đang ở cao độ trên 1m8 chẳng hạn. Thì giả sử nhá, mình cho nó lên 1m9, các bạn thấy điều gì xảy ra? Các bạn nhìn lên mặt bằng này, apply. Đấy, các bạn đã thấy cái tủ của chúng ta hiện ra chưa? Cái tủ đây, cái suốt hiện ra. Đấy, nhưng tại sao cái độ cái này không hiện ra thì tí mình giải thích. Và các bạn nhìn sang bên này. Đây, nhưng mà do các bạn thấy là do cái top của mình nó chỉ là ở 1m9, tức là nó nằm ở đâu đây thôi, mà cái tủ này của mình nó đang nằm ở 2m1 nên ở đây các bạn sẽ không thấy được. Đấy, và tương tự ấy thì cái anh top này, thế bây giờ giả sử mình điều chỉnh cái này nó lên cao một chút nữa, ở đây 2m1 đúng không, mình cho nó lên nào, mình vào view range. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó là lên 2m1. Và các bạn lưu ý là 2m1 ấy thì nó sẽ chạm mép cái này. Thôi mình cho nó 2 lên 2150, tức là nó trên cái tủ này và nó cắt qua cái cửa sổ 2150. Được chưa? Apply. Ok, các bạn thấy này, ngay lập tức chúng ta đã thấy được cái tủ Generic Model chúng ta đây. Thấy không ạ? Được chưa? Nhưng bạn thấy là chúng ta cắt qua cửa sổ. À, cái view chúng ta qua cửa sổ. Qua cửa sổ, cái view cái vùng view range là chỉ để thấy thôi các bạn nhé. Bởi vì cái cửa sổ nó nằm trong tường nên mà không thấy được thôi. Đấy, nhưng bạn đưa chuột vào thì các bạn có thể thấy là chúng ta có cửa sổ ở đây, mặc dù chúng ta không thấy nhưng mà vẫn chọn được. Đấy, được chưa? Rồi, các bạn thấy này, với cái việc hiển thị cái chiều cao của cái mặt quai top ấy thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái tầm nhìn của đối tượng. Giả sử mình có thể hiển thị trên mặt bằng này, chúng ta có thể hiển thị ví dụ như là chúng ta có thể vào VG và casework của chúng ta, đúng không? Các bạn muốn casework, thật sự những cái đồ casework trong cái mặt bằng này với những cái nét thấy các bạn nhé, là cái nét line của projection này, các bạn thể thiết lập cho nó là ví dụ về nét đứt, nét màu đen, nét đứt chẳng hạn đây này, và độ dài của nó là 2 chẳng hạn. Ok, apply. Đây, chắc là chưa đủ đứt rồi, thì mình sẽ thiết lập lại VG. Đấy, đây ạ, bạn thấy chưa? Đấy, thì với cái thiết lập này các bạn hoàn toàn có thể chỉnh được, để các bạn trên mặt bằng mặc dù chúng tôi mặt cắt chúng ta không qua được, nhưng chúng ta biết thế này nó có cái tủ ở vị trí này, được chưa? Rồi, thế bạn thấy này,
Đó là tại sao các bạn thấy là ở đây chúng ta cũng có một cái tủ nằm cùng vị trí như cái này, nhưng cái này thì thấy, nhưng lại nó cái này thì không thấy. Cái này nó liên quan đến thuộc tính của cái top. Đó là các bạn lưu ý cho mình, đó là cái top ấy và cái bottom nó đều có một cái thuộc tính là những đối tượng, là casework là một, tức là các tủ thường. Generic model là hai, là cái này. Và window là ba, nó mới hiển thị. Còn những cái đối tượng thuộc loại khác, các bạn vào đây là các bạn VG. Các bạn thấy những cái đối tượng thuộc loại khác thì nó sẽ không thiết lập cho bạn. Không thấy được cho các bạn. Được chưa? Bạn thấy đây, casework nó thể hiện, nhưng feature nó không thuộc loại casework, nó không thuộc loại generic model nên nó không thể hiện. Được chưa? Bạn lưu ý cái này cho mình nhá. Những đối tượng thuộc họ casework, generic model và window thì mới thể hiện. Nhưng về thể hiện ở đây thì cái thằng casework và generic model nó cho phép các bạn nhìn thấy. Nhưng cái anh window ấy, bởi vì cái window này nó lại nằm bên trong bức tường thì các bạn sẽ không thấy được. Và trong cái trường hợp này nó chỉ có cái tính năng giúp bạn đó là có thể lựa chọn được đối tượng. Có thể lựa chọn được đối tượng. Nhưng giả sử các bạn tưởng tượng là nếu chúng ta có một cửa sổ nó lồi ra bên ngoài này chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy được. Cái này nó phụ thuộc vào hình dáng cửa sổ. Giả sử mình cho cái này nó về thuộc tính là cửa sổ, mình vào Edit Place, vào đây mình cho nó về thuộc tính là Window, các bạn thấy nhá. Finish. Đấy, các bạn thấy đây, chúng ta sẽ thấy được nó và lựa chọn được cả nó. Cái này không thấy được bởi vì đơn thuần là nó nằm bên trong bức tường thôi, được chưa? Và với trường hợp nếu các bạn có cửa sổ đây muốn nhìn thấy cái mặt cắt của nó thì việc duy nhất là bạn phải làm đó là điều chỉnh cắt lên và cắt qua đây, được chưa các bạn? Rồi, như vậy thì các bạn đã được được học kiến thức cuối cùng của cái hướng dẫn thiết lập về VueRange này rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử thực hành một vài ví dụ nhỏ nhé. Đầu tiên là các bạn có tưởng tượng được thế nào là mặt bằng size không? Mặt bằng size là mặt bằng gì? Mặt bằng size tức là mặt bằng tổng thể của dự án ấy, tức là một mặt bằng chúng ta đứng từ trên cao nhìn xuống. Giả sử như bạn lỡ tay xóa cái mặt bằng size này đi, mình xóa đi à? Nhưng rõ ràng chúng ta không có cốt cao độ là cốt cao độ size để chúng ta lấy đúng không? Thì để làm sao chúng ta tạo ra được một cái mặt bằng tổng thể dự án? Thì rất đơn giản, chúng ta sẽ vào view, hoặc các bạn lấy một cái view bất kỳ, giả sử view này đi chẳng hạn, mình duplicate nó lên, mình rename cho nó là size chẳng hạn nhé. Nó bản chất vẫn là mặt bằng thôi, chỉ có là nó thiết lập về nhìn nó khác, đúng không ạ? Thì bạn sẽ vào VG này. Và size các bạn tưởng tượng là cái cắt lên nó ở đâu? À, nó rất rất cao đúng không? Có đúng không? Nó phải rất rất cao để nó nhìn qua cái mặt bằng cắt, nó không cắt qua công trình nữa. Do vậy các bạn phải điều chỉnh nó rất cao. Ví dụ cho nó lên là tòa nhà này cao 10 mét thôi, giờ sẽ cho lên 20 mét này. Mình thử apply nhé, các bạn thấy này, nó báo lỗi. Bởi vì sao? Cái cắt lên của mình nó đang bị thấp hơn so với cái top. Vậy các bạn phải điều chỉnh cái top này tối thiểu là phải bằng. Mình apply cái đã. Đấy, thì các bạn thấy đầu tiên là nó đã cái mặt bằng cắt cắt qua công trình của nó, chúng ta toàn chỉ thấy mái thôi, được chưa? Thế giờ cái tiếp theo là các bạn phải muốn nhìn xuống xuống tận sâu đúng không? Thì trong đời ở đây các bạn phải điều chỉnh view deep đó là unlimited và bottom các bạn chúng cho unlimited và apply. Các bạn thấy đấy chưa? Rồi, chưa thấy điều gì xảy ra đâu. Giả sử mình sẽ vào VG để coi có điều gì không. Các bạn sẽ thấy đây, topography nó đang bị ẩn đi, tức là cái địa hình planting đang bị ẩn đi. Đấy, path đang bị ẩn đi. Bạn thấy chưa? Mình sẽ bỏ cái crop view đi để các bạn thấy tổng thể. Đấy, đây chính là cái mặt bằng tổng thể chúng ta. Các bạn thấy chưa? Chúng ta chỉ việc điều chỉnh cắt lên top, bottom và view deep. Ở đây một kiến thức cuối cùng mà mình muốn nhắc đến cho các bạn đó là việc ứng dụng VueRange cho cái anh mặt bằng trần. Nếu các bạn mặt bằng sàn, nếu các bạn nhìn cắt ngang qua ngang sàn và các bạn nhìn xuống thì mặt bằng trần nó lại ngược lại. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem một cái hình ảnh để các bạn thấy hiểu rõ hơn. Đây là mặt bằng sàn này, thì nó sẽ có cắt lên và nó nhìn xuống. Nhưng với anh mặt bằng trần nó lại nhìn lên, tức là nó sẽ có phần thiết lập về top và view deep bao gồm này. Mình vào một cái mặt bằng trần nhé, tầm 1 chẳng hạn, mình vào view deep
view range cho bạn xem này. Đấy, thì nó chỉ có top và cut plane. Sau đó cut plane tức là cái mặt phẳng cắt chúng ta thôi. Cái này các bạn hiểu rõ rồi. Thật sự ở đây mình muốn cắt qua để mình nhìn thấy đối tượng gì đấy. Mình có thể cho nó tụt xuống nhỉ, còn mới rưỡi hẳn. Đấy, các bạn thấy chưa, chúng ta đã cắt qua, chúng ta thấy được những cái đối tượng ngang mặt phẳng cắt đấy. Còn cái top này là cái độ sâu thôi. Các bạn thấy đây là cái độ sâu. Đây, bức ảnh này khoảng đối tượng được thiết lập trong vùng này nó sẽ thấy như cái gì. Ví dụ đây là 2.00. À, nó sẽ bảo này. À, ở đây view deep nó đang bị. Đây, các bạn phải cho tối thiểu 2 view deep bằng nhau. Đấy, và các bạn quay trở lại đây thì các bạn lại có thể thiết lập cho nó bình thường bằng cái nét trong object style và VG thì các bạn có thể hiển thị được các đối tượng. Được chưa? Thì về bản chất nó khá là giống nhau thôi, các bạn tìm hiểu các bạn sẽ hiểu thôi. Được chưa? Như vậy kết thúc bài học này, các bạn đã được giới thiệu về công cụ top của ViewRange cũng như là hướng dẫn các bạn một vài ví dụ cũng như là giúp các bạn biết thêm về ViewRange cho cái mặt bằng chân. Đây cũng là cái video cuối cùng trong 4 video hướng dẫn về thiết lập ViewRange dành cho các bạn trong khóa chuỗi bài học này. ViewRange như mình nói là một công cụ khá là khó hiểu và phức tạp với một số bạn, nhưng nó khá là thú vị và nó giúp các bạn có thể hiển thị được cùng một mặt bằng nhưng hiển thị được nhiều loại đối tượng và ở nhiều cao độ và nhiều cái thiết lập hoàn toàn khác nhau. Các bạn tưởng tượng nếu chúng ta làm CAD và chúng ta làm các phần mềm khác để chúng ta thể hiện được cùng một cái mặt bằng nhưng chúng ta thấy được cả đối tượng trên tường, đối tượng ở phía dưới, đối tượng ở trên trần là một cái chuyện rất là khó, nhưng với Revit thì chúng ta hoàn toàn làm nó rất là dễ dàng. Và với cái công cụ này thì các bạn triển khai các bản vẽ kỹ thuật nó sẽ rất là chính xác và giúp các bạn có thể truyền tải toàn bộ cái thiết kế, cái ý đồ của mình đến chủ đầu tư hay là thợ thi công một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Đấy, sẽ tốt hơn rất là nhiều nếu chúng ta xem trên một mặt bằng, chúng ta thấy được tất cả thông tin chứ không phải ngồi tra mặt đứng rồi mới thấy cái tủ, đúng không ạ? Đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.